Chào mọi người quay trở lại với kênh Bộ Vlog nhé. Thì mấy ngày vừa rồi thì nước lớn, sóng to, hôm nay quê mình là nước lại càng lên, nước êm rồi. Nhưng mà vẫn chưa đi biển được, chỉ có bên đây thả lưới thôi. Hôm nay thì bà con thả cũng thấy tương đối nhiều lại. Giờ ra đi vòng vòng còn quay bà con thả xem như thế nào. Trên này có một chú đang thả đã vào rồi. Và cũng chưa thấy có cá, ít cá không? Để mình chạy xuống phía dưới nữa xem. Thì em mới có một hai bà con đang kéo vào đó. Để mình xuống coi có cá đó, quay cho mọi người cùng xem đi. Bên này thì ông anh mình đang níu níu đây, chưa vào, để lát nữa ông vào thì mình chạy đâm được quay chứ. Rồi, ông anh mình kéo lưới vào rồi. Mình chắc là bị lưới bị rối rồi. Có vẻ cái này cũng không đạt rồi. Rối lưới là khả năng cá rất là ít. À, dính lưới rồi đó. Đất luôn hả? Ồ, dính câu gì không mùa kìa? Dính câu gì đó? Rõ. Đất cục chì luôn hả? À. Kén đuôi rồi nó chứ cầu cái gì đây. Nổi cái đuôi rồi chứ. Chắc mật chứ lỗi gì. Ơ ờ, mật hả? Mật bật tục. Gần rớt rồi, Chụp nó chứ bật rớt chứ. Giờ làm cái cục luôn. Ê cái cây. Châu một đống lưới. Dính cái cây vậy gùi lại mà. Rồi. Em đi thở. Dạ hả? Rồi, có ông chú này đang chú này mạnh vậy đó, anh chụp bớt mà anh đang kéo vào luôn. Kéo vô ngay khe luôn đi. Bật đi trước đi coi có anh tới. Kia thỏ có đói có chết không à? Không, kia thỏ có không? Dạ. Cục khơi luôn hả? Cười, mình vô chứ. Vô cái mặt chứ nữa. Ngay khe nè mà chứ không nặng. Lưới mới cầu hả? Mới cầu. Xanh lại trên giờ. Cái đâu? Cái chứ không có chứ không rồi. Rò không được mà. Chưa thấy cá. Tại chỉ có một giấc lưới vỗ cô chú kia là nhiều. Hình như thả khơi. Chú này thả đất bờ nè. Chưa thấy cá gì đóng. Chờ có đầu nước lớn lại. Đó, có dấu. Có dấu rồi đó. Đây, thủ cho ta dần vô dần nha. Có chét, có chét. Chét. Chét to nè, vô luôn. Ồ, chét to nè. Vô dần nhẹ. Ông chú kia được hai con. Ồ, có chét trọng á. Chét to luôn. Ồ, hai con luôn. Có lấy ba con luôn. Lấy chét rồi. Bật lưới rồi. Có dấu, có dấu. Bật luôn.
chắc to chắc à. Cái lạ hả? Lạ. Có dấu, có dấu, có dấu. Cánh đối. Đối rồi. Đối to. Cá lạ dữ. Cầu không, cầu không? Ô, cá coi. Dấu. Cầu không á? Tưởng một cá gì to. Có rèn, có rèn. Có to là được. Có là được. Có là được. Ô, mà tơm mà chót lên. Tơm to lên. Ô, hai con luôn. Hai con tôm chùm luôn. Tôm to á. Không rồi. À, lưới lưới 4 phân mà. Tôm to rồi. Chắc lưới này ok rồi. Một cái chét nữa nè. Tính ra nãy giờ 5-6 con chét nè. 6 chét lớn nè. Đây, bữa nay mới được được em cá to to quay trực tiếp cho mọi người xem. Quê mình gọi lên cá đối ràng, chứ chưa được cá đối còi luôn. Ràng. Đối. Ok, em vòng xuống dưới nữa. Xem bà con có ai vô có cá không. Làm chú đang vô lưới luôn rồi. Ơ, cái gì bật 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 đó. Túi ni lông, túi ni lông. Túi ni lông ơi, có coi. Đi lọc. Có gì đó chứ. Muốn muốn ăn hết trời. Càng hết lưới rồi. Chưa thấy cá. Ồ, đó đó đó, còn gì đó. Cái gì hoài hoài đó. Đói. Trắng vô. Một là đói. Anh nhìn mà đói này vô đây mới đáng rồi nè. Đói đất rồi mới vô đây. Đó câu gì nữa kìa. Đói đó. Hai bà nó vô đây mới đáng rồi nè. Mà vô đây mà mới đáng nè. Hai bà nó vô đây mới đáng mà. À. Dạ. Em có đói. Cái vô con. Em có đói nó mất dấu rồi. Ừ, không có câu luôn. Nó đau vô gầu á, vô gầu mới khép được hai bà đói nó đó. Đói đất á. Lưới khá là mới. Để làm coi hai con cá đói. Hai bà đối đất bất khét rồi. Chót rồi. Này chưa thấy có bà nãy nó rẹt rẹt quá. Đậu chiên. Chết. Cái bơi xương rồng. Rồi ok mọi người. Mình sẽ đi kết thúc video ở đây mọi người. Cũng trưa rồi.
hai con là có rồi đó. Rồi hẹn mọi người lại những tập tiếp theo á. Mọi người xem video thứ hai thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Rồi tạm biệt mọi người.